35 tháng. Đều quá. Tiêu này đổ xi chưa? Được bao lâu? Được một lần chưa? Rẻ quá. Đầu mùa mưa 2 lít pha rồi. Đầu mùa mưa dầm là quan trọng nhất nha. Đầu tháng 7 3 lít pha rồi. Và sau khi sau khi dứt ra trái ghê lắm nè. Sau khi dứt mưa dầm xong, bước vào mùa nắng là 2 lít pha rồi, một năm là 7 lít ha. Đúng rồi, phải bỏ trứng vào nhiều rổ là nên. Tiếng trùng, quá khứ là tiếng trùng không tránh khỏi. Ok, dạ đẹp ạ. Rồi, giờ nó phình cái cổ rễ ra rồi nè. Cái phình ra thì mới được. Nè, phình hết rồi nè. Ha, trước nó thắt, nó phải hồng thế này. Nha, nên là nếu chăm từ đầu cứ 30 tháng là để trái theo cành giùm Tuấn, được chưa? Mà cố gắng để trái nhiều lên thì đọt nó không có phóng được. Không cách muốn phóng không phóng được. Đó. Phóng là có cạnh tranh về dinh dưỡng, tay nghề cao lên, vừa giữ trái vừa giữ bông lên. Tay nghề thấp có chiêu. Tay nghề thấp nhưng mà Tuấn là ghét nhất là chặn. Có nhiều cái giải pháp lắm nhưng mà không thích. Đẹp quá. Đẹp ạ. Em cái diện tích này của em là bao nhiêu hết vậy? Anh nghĩ là khoảng 2 hết là canh tác cho ra ngô ra khoai. Thì nó vẫn vẫn cỏ thế không? Cũng tội ha. Trái này nguy cơ thành heo. Này 100 trồng nghiệp bỏ cho được rồi. Dạ. Tại tương lai nó thành heo mà. Tương lai thành heo. Đổ cỏ không? Mình làm xin nó có hay có cái cây này lắm này, nhiều lắm nè. Cây này ăn tốt ha, này. Kìa không ạ, cây này phải đúng cái tên tân, gọi tên gì quên rồi. Ngọn của nó nấu với tôm với lại thịt bằm. Rất là ngon. Chị xào tỏi cực kỳ ngon. Dạ đúng rồi, chị cứ lật như này. Xào tỏi là ngon nhất. Đây nè. Ăn rau sống luôn mà. Dạ, cái này tốt, rất là tốt. Nó sẽ nhiều loại cây chúng ta ăn được. Rồi, đẹp rồi. Dạ. Mày ha. Mày không? Giỏi. Đừng có nóng ruột ha. Đừng có nóng ruột, tức là những người nóng ruột. Anh này nè, mình mới tiếp xúc thôi chứ anh này anh nóng tính lắm nha. Anh này không được là ông bụp liền, mà mấy người nóng tính á là thường không có làm sinh học được. Nó khổ vậy á. Vậy hả? Một giáp dần á hả? Anh là nhâm dần á. Nhâm á. Ghê không? Chỗ nào nó cũng đẹp hết trơn. Ủa ở đây gió dữ lắm hay sao mà cắt ngọn? Hay là chúng ta dùng phương pháp cắt ngọn để chúng ta thúc cành to ngang bự, phải không? Chứ đây đâu. Cắt gió hả? Cục bộ thôi nhưng mà nó dài cân bão thôi chứ còn. Cái này em bỏ bớt chứ không thể nào lớn nổi. Cái này em hay gửi hình cho anh đây. Tức là cái ngọn này nó yếu nè em. Nếu cái ngọn mà nó xum xuê đó thì em có thể để cái trái này được. Như mấy cái này cũng phải bẻ trái hết. Chứ nó có rớt luôn mà phải bẻ. Đúng rồi, cái ngọn đó là như vậy. Ghê không? Cái ngọn này có nguy cơ sẽ chết nè. 2, 4, 6 trái. Đó, chắc chắn chết rồi. Thì cái ngọn này không, nhưng mà để coi coi, cái ngành nó ngon. Phải như cái cành dưới này chết thì hay hơn nè. Cái cành dưới, kệ chết nhưng mà đây nè, thằng Phương nó tuân thủ này. Tức là trước khi chết là phải lượm mấy trái rồi mới chết nè. Tức là cành này xác định là chết đúng không? Lộm. Đúng rồi, phải lộm. Nhưng mà trái cành đó thì nó phân. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cành trên sống thì hay nè. Nếu mà lật bớt trái thì cành trên có thể sống thì nó sẽ hay hơn, tại vì hai cái cành này cách nhau khoảng là 5 tấc là hợp lý. Bỏ trái cành trên giữ trái cành dưới. Trái này là hai cái này là ba trái này, 1 2 3 này, cành này phải chết nè. Được chưa? Đó, tức là chúng ta phải ăn rồi cho nó chết. Như vậy phải tận dụng triệt để như vậy mà không cây trồng không bị ảnh hưởng. Ha? Như vậy. Trước khi mà chết phải để đúng rồi. Đúng rồi. Hoặc là có có thể cành này sẽ chết nè, tại vì cành này nó cho nó vướng cái bụi tiêu nè, nó không quang hợp được nè, nên mình cắt từ hồi nhỏ nè. Chứ nếu đúng ra cành này nó không chết, đúng là cành này không chết, nhưng mà tại vì nó vướng đây thì chúng ta ăn tiêu thì chúng ta phải bảy lần chứ không có để được. Ghê không? Tăng chụp này, tăng góc này, tăng trực đẹp nè. Wow. Rồi tôi tắt video, tôi chụp một loạt rồi tôi mới rời khỏi đây được chứ. Không thôi nó cái kho ảnh nó thiếu mấy cái tấm này, nó uổng lắm.